hồng luôn luôn biểu trưng cho một tình yêu lãng mạn và nồng cháy. Chính vì vậy nên ngày hôm nay Melia Luxury sẽ mang đến cho tất cả các quý cô xinh đẹp của em một nàng thơ khiến bao nhiêu con tim thổn thức và say đắm. Đây chính là một trong những dáng đầm ôm bút chì kinh điển phối với tông màu đỏ thuần và sắc đỏ thuần dường như chưa bao giờ làm cho các quý cô của Trang thất vọng cả, nhờ độ tôn dáng cũng như là nhờ một hiệu ứng tôn da một cách tuyệt vời. Và đặc biệt đây còn là gam màu vô cùng sang trọng, rất là phù hợp để chị em mình có thể mặc trong thời điểm cuối năm khi mà những mùa sự kiện của chúng ta đang diễn ra rất là nhiều. Và điểm nhấn lớn nhất của thiết kế này có lẽ đấy chính là sự cầu kỳ và tỉ mỉ, sự tinh xảo của các nhà thiết kế trong việc là thêu tay họa tiết 100%, một bông hoa hồng rất là duyên dáng đem lại vẻ đẹp nữ tính cho các chị em, được nhấn ngay ở giữa phần ngực. Phần thân trên của chúng ta sẽ được thiết kế dáng cổ vuông, tôn lên những đường nét mềm mại gợi cảm nhất. Phần tay với một độ bồng hoàn hảo này, những đường nhún ly khiến cho chúng ta có thể che được khuyết điểm bắp tay tốt nhất, và bên cạnh đó là sẽ có phối với những hạt cúc đá pha lê sáng lấp lánh luôn. Trang nghĩ rằng là đây nó sẽ là một trong những thiết kế mà cực kỳ là ôm và cực kỳ là tôn dáng. Vậy thì không có lý do gì để chúng ta nói lời từ chối với nó cả. Như em nói rồi, đây sẽ là thời điểm để những chiếc đầm màu đỏ được lên ngôi. Nếu như chúng ta cảm thấy rung động trước thiết kế này thì chúng ta có thể đặt hàng có hai cách thức các chị nhé. Một là mình có thể đặt hàng trực tiếp qua showroom, và hai là mình hãy đặt hàng online. Chúng ta sẽ được toàn quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và Melia sẽ miễn phí ship toàn quốc đấy ạ.